Rồi buổi sáng ở khách sạn Arovan. Ôi, buổi sáng ở khách sạn Aravan. Aravan rất đẹp luôn. Đây sông Mekong. Đây sông Mekong kìa, bên kia kìa, nhìn kìa. Hồ mây nó bay dưới ngọn núi luôn. Tối ăn cơm ở gốc đó, gốc cái cây đó. Cây đó. Chiều nay về tắm bờ hồ, tắm hồ nè. Ôi đẹp quá luôn. Mây dưới núi đó luôn kìa. Mây nó nằm dưới núi đó luôn. Thấp hơn núi. Bên kia có cái chùa bên đó. Có cái chùa nó cũng đẹp lắm. Đó. Đó là cây cầu. Cây cầu, cái đường đó là đi Thái luôn ạ, Thái Lan. Từ đây mà đi qua Thái Lan thì khoảng 40 km nữa tới cửa khẩu Lào Thái ha. Ủa thầy nào? Dạ. Thầy nào? Không có thầy nào đi hết trơn á ông. Trời ơi. Sao thầy? Chỉ là có một người thầy đưa ai cho. Ai chụp đoàn khác rồi, đoàn này không ai đi hết trơn á. Chết rồi, ông phải hỏi anh em mới được. Không, tức là ở trong khách sạn hôm qua. Ai đưa cho? Không có ai đưa hết trơn. Chết trời. Đưa cho tụi em ạ. Thì coi đổi lại đó, em lấy tiền Việt Nam. Việt Nam. Đưa nhiêu tiền Việt Nam? Ý là nó có 20.000 đó. Có thì 20.000 Việt Nam hả? Dạ. Bao nhiêu tiền Việt Nam? 20.000 thì em đưa nó xài nó không biết xài thì nó đưa cho em. Trời, đưa có 20.000 Việt Nam không nổi. Ừ, thì đó, nó đưa cho em rồi em đưa cho nó chụp kiếp. Trời ơi, gì kỳ vậy? Để mời nhà nó muốn gì đó. Tội nghiệp nó không biết xài nữa. Ừ. Chỉ là nó chắc có thể là cái đoạn khác đưa cho nó. Ừ. Nó xài không được, nó đối lại với em. Ông đừng mấy cái đó, ông đừng có ra tay nghĩa hiệp. Tại tụi này không có đi lăng nhăng đâu. Ừ, nói chơi vậy thôi. Ừ. Xa. Quá đẹp ở đây, nãy đứng bên kia cầu, phía bên kia chỗ hotel, ở chỗ khách sạn Aravan. Quá luôn, đẹp luôn.
cảnh đẹp quá. Giờ đi ăn sáng. Ăn quán phở. Tắm có áo thể thao rồi, rồi tắm được rồi. Nên là đốt nhang đâu trong đâu chắc cạn đâu được. Ngoài cái giường đi về cái góc nào thì chỉ biết đỡ có báo cái rồi có báo cái báo. Rồi ngày mai đi chôn là rồi mai chôn. Bảo nãy giờ mà chưa hết. Bây giờ cá quậy rồi.
Nãy giờ mà còn thịt nhiều quá. Bào nãy giờ mà còn thịt nhiều quá nè. Cuối cùng cũng bào hết thịt. Còn nước quá trời nhiều, quá no rồi. Không thể nào ăn hết được. Không thể nào ăn hết.